Tử vi tuổi Đinh Tị 1977 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mà hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích cực và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu về vận trình của những gia chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 12 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng kỷ sửu của nạp âm là phích lịch hỏa, tháng sửu lục hợp tý, tam hợp tỵ và dậu thành kim cục. Xung mùi, hình tuất, hải ngọ, phá thìn, tuyệt mùi. Đối với người tuổi Đinh Tị trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 12, tức ngày 15 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 12, tức ngày 27 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 12, tức ngày mùng 8 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tị. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tị trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 12, tức ngày 24 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 12, tức ngày 5 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Tị 1977 trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Đinh Tị, mọi thứ đều giữ ở mức ổn định và nhờ mọi thứ đều giữ ở mức ổn định là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.
vì gia chủ đã tìm được lối đi cho riêng mình, mặc dù mới đầu có chút trông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần ổn định. Tài vận của quý gia chủ trong tháng nếu đó mà đi lên. Kỷ âm thổ gặp tỵ âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi việc. Trong tháng này, các gia chủ Đinh Tỵ sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 3 tháng 12 tức ngày 15 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Trong ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, khuyên gia chủ tuổi Đinh Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ. Vì tuổi Tỵ nằm trong tam hợp với Sửu mà tháng 12 là tháng Kỷ Sửu, nên những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 hoàn toàn có thể mong đợi sự nghiệp khởi sắc. Tuổi Đinh Tỵ sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Đinh Tỵ sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy sự nghiệp cũng sẽ tăng lên đều đặn. Tuy nhiên, trong tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ cần phải thận trọng, kẻo gặp tai họa. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị kẻ xấu nhòm ngó. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Do sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 12 âm lịch, cho nên bạn sẽ phải tham gia vào những buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cũng cần phải cẩn trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Ngoài ra, trong tháng này, Thế Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tài lộc của tuổi Đinh Tỵ. Xem tử vi tháng 12 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nhờ sự may mắn mà có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài ra, bản mệnh lại là người giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp. Tuy có lợi nhuận ít và có vẻ không kinh tế, nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi bạn tích tiểu thành đại. Tuy nhiên, bạn lại có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Trong thời điểm này, may mắn bạn gặp cơ hội tài lộc khá nhiều, cho nên cần chú ý để nắm bắt thời cơ. Chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh cũng nên chăm chỉ làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Đinh Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo của tuổi Đinh Tỵ. Chuyện tình cảm của tuổi Đinh Tỵ 1977 trong tháng 12 âm lịch có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè,
như bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Còn với những người tuổi Tỵ sinh năm 1977 đã có gia đình thì cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Hơn nữa, trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sức mẹ, tình cảm gia đình. Chính vì vậy, để kích hoạt đào hoa, người tuổi Đinh Tỵ hãy sử dụng vòng tay tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải mâu thuẫn, tăng cường vận may, mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ. Những người sinh năm 1977 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 12 âm lịch. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp sức khỏe của bạn luôn được tốt. Nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao tiếp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể một cách tốt hơn. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định. Những gia chủ tuổi Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh sôi hỏng, bỏng không. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xô tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 12 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.